Thưa quý vị và các bạn, Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là người có nhiều thành tích và đóng góp đối với chính trị Việt Nam. Ông được tín nhiệm không chỉ vì là người có học vị cao mà còn là người khẳng khái, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Với những đóng góp to lớn, hiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Hãy cùng chúng tôi điểm lại tiểu sử và quá trình công tác của ông trong những năm qua. Đồng chí Võ Văn Thưởng dân tộc Kinh, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Chuyên môn nghiệp vụ, thạc sĩ triết học, lý luận chính trị cao cấp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, sự khuyết khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13. Năm 1992, ông là sinh viên ngành triết học, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1993, Phó Ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm trưởng ban. Năm 1995, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000, Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam. Năm 2002, Phó Bí thư Thành đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003, Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2004, Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2006, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2006, được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2007, được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12 tháng 1 năm 2011 tại đại hội đại biểu lần thứ 11 của Đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng tháng 8 năm 2011 được bộ chính trị phân công giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi tháng 4 năm 2014 được bộ chính trị phân công giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2010-2015 tháng 10 năm 2015 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ năm 2015 2020, được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào Bộ Chính trị tháng 2 năm 2016, được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 2021, được Bộ Chính trị phân công giữ chức thường trực Ban Bí thư. Tháng 6 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 15,